关于这个，关于那个，啊，关于这干啥呢？Lời chúc sức khỏe đến ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn lời chào thân thương nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Văn Long, em đến từ chi đoàn 11A10 và hôm nay được là một trong số 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết học sinh tài năng thanh lịch. Em rất vui và sẽ cố gắng cống hiến hết mình để cuộc thi thêm sôi động và thành công. Và đến với phần thi trang phục tự chọn ngày hôm nay, em chọn cho mình chiếc áo đoàn là biểu tượng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chiếc áo đoàn được thiết kế với màu xanh đậm, trái có hình lá cờ Tổ quốc, là biểu tượng cho lý trí, sức mạnh, sự cống hiến của thanh niên Việt Nam. Và chiếc áo đoàn nhiều năm nay đã trở thành một trang phục không thể thiếu trong các phong trào do Đoàn Thanh niên tổ chức. Và mỗi lần mặc chiếc áo đoàn là em lại tràn trề bao nhiêu cảm xúc mới lạ và tràn ngập trong mình một sức mạnh thanh niên đang tràn trề với trên cơ thể. Và hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn, ngày 26 tháng 3 năm 1931 và ngày 26 tháng 3 năm 2014. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập hết mình, trao dồi để sau này có thể cống hiến chút sức lực cho Tổ quốc còn nhiều mảnh đời khó khăn, còn nhiều cuộc sống để mọi người chúng ta cùng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Em xin hết ạ.